Hiện nay lực lượng công an xã, phường, thị trấn ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành đang tiến hành vận động người dân làm định danh điện tử mức 2 trên phạm vi toàn quốc. Nắm bắt thông tin này, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính, tự xưng là công an hướng dẫn người dân cài đặt các app lạ trên điện thoại, có thể gây ảnh hưởng đến bảo mật thông tin của công dân. Nhằm ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra, công an khuyến cáo người dân là công an chỉ vận động công dân đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2. Chỉ có một app duy nhất là ứng dụng VNEID để kích hoạt định danh điện tử mức 2. Việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm, do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay. Ngoài nội dung trên, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNEID hay cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy tờ khác để kích hoạt dùng mà không cần đến công an, thì đó là đối tượng có ý đồ xấu. Người dân cần cảnh giác không cung cấp cho các đối tượng này.